Rồi quý vị ơi, tiếp theo là tôi còn một cây linh sam hôm đá nha. Cây này hôm nay tôi đăng tôi bán cho quý vị 250 thôi. Cây này tới 300 lận đó nha. Cái này mua rồi là tôi không có đóng vô cái thùng được đâu nha. Tôi lấy cái giấy tôi quấn lại nha. Rồi quấn băng keo lên nha. Tại cái này linh sam nó cũng mạnh chứ không có gì trơn á. Rồi quý vị về tùy cơ ứng biến nha. Cái này nó mạnh như trâu vậy đó nè. Thấy không, cái cục đá này nó ôm lâu lắm rồi. 2 năm hơn rồi nha quý vị. Chắc cả 2 năm rưỡi 3 năm luôn chứ không phải hơn 2 năm đâu. Cái này lâu dữ lắm rồi. Còn có một cây cuối cùng thôi. Đó, quay mặt sau cho quý vị xem luôn. Bán cho 250 thôi. 300 lận đó nha. Đó, thấy nó ôm không? Ở trong là cục đá nè. Đó, còn có một cây duy nhất chứ muốn mua nữa cũng không có đâu mua. Nữa về chạm ngay đây nha quý vị. Chạm ngay đây rồi bắt đầu lấy chi lấy cành lại chơi nha. Đó. Mua nhiều cũng không có đâu à. Đó, ông nào mà muốn đóng vô mua 2-3 lô vậy nha, muốn đóng thùng thì tôi cắt xuống nha, tôi cắt mấy cái nhánh này bớt lại đang bỏ vô mới được nha. Nói trước à, cái giờ nơi này nó cao lắm á, nó cao khoảng 6 tấc á. Còn mua một cây thì tôi quấn ba băng keo lại, lấy ấy tôi quấn lại cho nó chặt lại thôi chứ không có đóng vô thùng được. Rồi 250k một cây linh sam ôm đá. Đó. Giờ muốn mua cây nữa cũng không có đâu bán. Rồi mặt sau của nó đó nha. Rồi xuống đi Bi ơi, 250k. Một cây linh sam siêu bông mà đột biến đó. Rồi xuống đi con.